về các thị trường chứng khoán thế giới sẽ được tiếp nối ngay sau đây. Thưa quý vị, cuộc họp kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khép lại với quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức cận 0% và phố Wall ngay sau đó đã bắt đầu biến động. Các chỉ số chính của phố Wall về cuối phiên quay đầu giảm sau khi quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed được công bố, trong khi trước đó các chỉ số đều tăng 1%. Cụ thể kết thúc phiên giao dịch chỉ số Dow Jones giảm 65,21 điểm tương ứng với 0,39%, chỉ số S&P 500 mất 5,11 điểm giảm 0,26%, chỉ số Nasdaq Composite tăng 4,71 điểm tương đương 0,1%. Trong khi cổ phiếu tài chính giảm, sự tăng nhẹ của cổ phiếu hàng tiện ích cho thấy giới đầu tư tin tưởng lãi suất sẽ được phép duy trì trong thời gian dài hơn dự kiến. Theo Thomas Reuters, khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh trong phiên. Các chuyên gia cho rằng đây là phản ứng bình thường của thị trường sau khi quyết định của Fed được công bố. Quyết định tạm hoãn nâng lãi suất được Fed đưa ra là do sự lo ngại về đà tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, biến động thị trường và chỉ số lạm phát của Mỹ vẫn ở mức thấp. Ông Keith Bliss, phó chủ tịch Cotton Co cho rằng, kinh tế toàn cầu chính là vấn đề then chốt ảnh hưởng đến quyết định của Fed. Nếu Fed quyết định tăng lãi suất, đồng đô la Mỹ sẽ phục hồi. Điều này sẽ gây áp lực cho các nền kinh tế mới nổi và cuối cùng cũng sẽ tác động vào kinh tế Mỹ. Tôi nghĩ Fed đã nghĩ khả năng này trước khi đưa ra quyết định. Giới đầu tư giờ đây trông chờ vào kết quả hai phiên họp còn lại trong năm của Fed diễn ra vào tháng 10 và tháng 12 tới. Tôi cho rằng Fed khó có thể đưa ra quyết định nên hay không nên tăng lãi suất trong tháng 10, tôi đoán là chúng ta phải chờ đến tháng 12. Và ngược lại với thị trường Mỹ thì thị trường chứng khoán châu Á đã tăng điểm trong phiên cuối tuần sau khi cục dự trữ liên bang Mỹ Fed giữ nguyên mức lãi suất thấp kỷ lục kể từ một thập kỷ qua. Tuy vậy thì chỉ số Nikkei của Nhật Bản vẫn giảm điểm do đồng yên mạnh lên. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18 tháng 9, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm gần 2%, chỉ số AS200 của Úc tăng 0,46%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng hơn 0,4% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng gần 1%. Chỉ số Nikkei trên sàn chứng khoán Tokyo đã giảm sâu do đồng yên tăng giá. Các mã blue chip như Toyota Motor, Canon đều giảm gần 2%. Nomura Holding giảm 2,9%. Trong cuộc họp chính sách, Ngân hàng Trung Nhật Bản cũng quyết định giữ nguyên mức lãi suất thấp như kỳ vọng thị trường Trung Quốc tăng điểm với chỉ số Shanghai tăng 0,4% nhờ vào mức tăng của cổ phiếu ngành bất động sản. Sau khi cục thống kê cho thấy giá nhà trung bình tại Trung Quốc trong tháng 8 đã tăng tháng thứ tư liên tiếp, cổ phiếu của Gemdel tăng 1,4%, cổ phiếu của China Vanke và Poly Real Estate tăng 0,2% và 0,5%. Ở nhóm dầu khí và ngân hàng, cổ phiếu Petro China giảm 0,8%, cổ phiếu của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc giảm lần lượt 1,3% và 0,8%. Chỉ số S200 của Úc tăng điểm nhờ nhóm khai khoáng và ngân hàng. Cổ phiếu của Newcrest Mining tăng 7% do giá vàng tăng. Cổ phiếu của Evolution Mining và Kingsgate cũng tăng lần lượt 1,6% và 0,7%. Tuy nhiên, nhóm dầu khí giảm điểm từ 0,9% đến 5%. Chỉ số kospi của Hàn Quốc tăng điểm ở mức cao nhất kể từ hơn một tháng qua. Trong số các mã tăng, nhóm tiêu dùng gồm Amor Pacific và LG Household Healthcare tăng lần lượt 5,2% và 2,3%. Nhóm dược phẩm tăng điểm với mức tăng trung bình 5,7%. Tuy nhiên, nhóm ngân hàng giảm điểm với Sinhan Financial và Woori Bank giảm lần lượt 4% và 2%. General Motors của Mỹ đã buộc phải chi ra 900 triệu đô la tiền phạt để khép lại cuộc điều tra liên quan đến việc công ty này đã lừa dối chính phủ và người tiêu dùng. General Motors bị cáo buộc đã che giấu lỗi ở bộ phận đánh lửa của những chiếc xe hơi cỡ nhỏ, gây tai nạn khiến 124 người thiệt mạng. Liên quan đến vụ bê bối này, General Motors đã cho thu hồi những chiếc ô tô bị lỗi trên thị trường từ năm 2014, đồng thời sa thải 15 nhân viên bị truy cứu trách nhiệm. Đại diện General Motors cho hay, tập đoàn này sẵn sàng chi ra khoản tiền phạt 900 triệu đô la Mỹ để tránh bị truy tố hình sự và lên tiếng xin lỗi khách hàng. Chúng tôi thừa nhận trách nhiệm của mình trong sai lầm này. Chúng tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến khách hàng. Tuy nhiên, khoản tiền phạt và cả những lời xin lỗi cũng không thể đáng giá bằng thái độ của chúng tôi. General Motors cam kết sẽ không phạm một lỗi nào nữa trong tương lai. Thái độ hợp tác điều tra của General Motors được cho là sẽ giúp họ tránh được khoản tiền phạt nặng nề hơn từ phía cơ quan chức năng. Trước đó, vào năm 2014, hãng xe hơi của Nhật là Toyota Motor cũng đã bị phạt vì che giấu thông tin lỗi dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chính thức khai mạc hội trợ triển lãm xe hơi Frankfurt Motor Show và ghé thăm thăm gian hàng của BMW, nơi trưng bày mẫu xe điện mới nhất. Nhà sản xuất xe Đức đang hướng đến phát triển dòng xe thân thiện với môi trường theo như kế hoạch phát triển giao thông của chính phủ. Bà Merkel đang nỗ lực đưa xuống đường 1 triệu chiếc xe điện từ nay đến năm 2020. Một công ty khác cũng đang hướng tới dòng xe xanh là Nissan. Nissan vừa ra mắt chiếc xe Leaf. CEO của Liên minh Renault-Nissan cho biết, ông hy vọng có thêm nhiều công ty nữa cùng gia nhập thị trường này những chiếc clip sắp tới sẽ rẻ hơn, mạnh hơn. Điều quan trọng là chúng sẽ thải ra ít khí gây ô nhiễm hơn và sẽ không có chuyện những nhà sản xuất xe hơi để đáp ứng được tiêu chuẩn giảm lượng khí thải mà không tham gia vào thị trường xe điện. Các hãng xe khác như là Tesla, Audi, Bosch cũng tung ra sản phẩm chạy bằng điện của mình. Đây là loại pin lớn cho phép chiếc xe có thể chạy được 500 km, chiếc xe cũng rất khỏe với 3 động cơ điện, một được lắp ở phía trước và hai ở phía sau. Tuy nhiên, dòng xe điện vẫn còn gặp nhiều thách thức chi phí là một vấn đề tiếp đó là tính tiện dụng chiếc xe có thể đi xa được bao nhiêu và điều đó sẽ quyết định bạn có thích nó hay không mức độ phổ biến của những chiếc xe điện hiện nay vẫn chưa cao còn doanh số thì tiếp tục sụt giảm nhưng những thương hiệu hàng đầu và những dòng xe sang hiện vẫn đang xem xe điện là lĩnh vực đầy tiềm năng và đang tập trung phát triển công nghệ phục vụ cho sản phẩm này và cũng tại hội trợ triển lãm xe hơi phân phức Motor Show, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng kêu gọi ngành công nghiệp ô tô của nước này phải tạo cơ hội việc làm cho những người di cư. Theo Thủ tướng Đức, lượng người di cư đổ về châu Âu chưa từng cao như hiện nay kể từ Thế chiến thứ hai, và điều đó cũng khiến Đức bị ảnh hưởng. Tôi kêu gọi những người có mặt tại đây, những người đại diện cho một ngành công nghiệp ô tô thành công của Đức, dù có khả năng hay không, thì tôi cũng kêu gọi các bạn tạo cơ hội cho những người di cư. Tuy nhiên, bà Merkel cũng nói rõ rằng những ai đến Đức vì lý do kinh tế sẽ không thể ở lại. Nhân đây, tôi cũng nói rõ rằng nước Đức sẵn sàng giúp đỡ những ai cần bảo vệ, nhưng những ai đến Đức vì lý do kinh tế sẽ không được ở lại. Ý kiến của bà Merkel trùng hợp với các báo cáo từ cảnh sát rằng lượng người di cư đến ở Đức đã tăng gấp đôi từ 3.442 lên 7.266 người vào hôm thứ Tư. Thưa quý vị, đã có 10 người thiệt mạng tại Chile sau trận động đất 8,4 độ Richter xảy ra hôm thứ Tư vừa qua. Theo báo cáo từ Trung tâm Địa chấn Quốc gia thuộc Đại học Chile, trận động đất có độ sâu 15,7 km với tâm chấn được xác định cách Canela 46 km về hướng Tây. Đây là cơn địa chấn mạnh nhất trong năm nay và là trận động đất lớn nhất tại Chile kể từ năm 2010. Chúng tôi đều rất hoảng sợ và không ngừng gọi tên nhau để đảm bảo rằng tất cả đều vẫn ổn. Chúng tôi vẫn chỉ sợ trận động đất sẽ khủng khiếp như năm 2010. Bộ Nội vụ Chile cũng cho hay, hơn 250.000 gia đình phải hướng chịu trận động đất và hơn 1 triệu người tại khu vực ven biển đã được sơ tán. Trận động đất đã làm tê liệt hệ thống sân bay tại thủ đô Santiago. Chính phủ cũng đã cho đóng cửa các trường học, trong khi công tác thống kê và giám sát các cơn dư chấn vẫn đang được tiến hành mọi thứ vẫn còn rất ngổn ngang chúng tôi cần nhiều người hơn tham gia cứu hộ và phân tích các cơn dư chấn để đưa ra giải pháp khắc phục và thông tin đến chính phủ